trang này ra để cho mọi người nhìn rõ cái bản mặt trộm cắp của mày. Đây, quay ra này. Cô, sao? Sao lại là cô? Tên ngớ kia! Chính nơi phòng trọ kỳ quặc nhất hành tinh, có ba cô nàng trái tính và khó chịu, biết bao tiếng cười rồi xích mích buồn vui, thế đời vẫn xanh ngời nhưng không trời mong mơ. Uầy, nay con vợ mặc đẹp quá nhở, trông mờ lem thật đấy. Chuyện em thì lúc nào mà chẳng mờ lem. Mà này, hôm nay ý là phải quẩy tới bến tăng 3, tăng 4 đấy nhá. Rồi. Mà anh dạo này là bị ẩm sao ấy, sao cứ dém dém kiểu gì ấy, chả máu chiến như trước gì cả. Hay là bị bà già cấm vận kinh tế là đúng không? Vớ vẩn, cấm là cấm thế nào? Chẳng qua ấy là dạo này lịch học của anh hơi bận thôi. Ủa, hồi nãy á mình nghe hắn ta nói là đến cái gì cổng quán cà phê sinh viên, sao giờ không thấy ta? Thế hay là hắn đâu mất tiêu rồi? Đây rồi. Chơi lắm. Trời ơi, hết chơi gặp mẹ, giờ lại giao du với mấy đứa hư hỏng. Con cố gắng lại gần xem, nghe bọn nó định đặt đúng ở đâu. Dạ không được đâu bác ơi, con mà lại gần á là bị phát hiện ngay đó. Xung quanh này á trống trơ à, nên là không có lại gần đâu bác ạ. Con làm được, cô sẽ cho thêm 500 nhá, con nhá. Dạ, con làm được. À mà này, sao giờ này rồi không thấy hai thằng ôn con kia đâu nhỉ? Phải đấy, sẽ phạt hai ông đấy thật là mạnh vào. À, hôm nay đổi chỗ quẩy đi. Ở bên Hồ Tây ý, có một quán bar mới mở, quẩy khét lắm. Hồ Tây á? Chỗ nào Hồ Tây nhỉ? Gần cái quán ốc mà trước bọn mình đi ăn ý. À, quán ốc đấy đúng không? Ừ. Anh nhớ rồi. Đông nát. Cho bà đấy. Ê cưng, hôm nay á, mình thử một cái loại đồ chơi mới đi. Đồ chơi á? Này, đồ chơi gì nó phải lành mạnh nhá. Đồ chơi vớ vẩn là anh không chơi đâu nhá. Bà già anh dạo này gắt lắm. Hay đi quẩy mà rén thế nhở. Có cái gì ghê gớm đâu. Đứng dậy, đền váy cho tôi, nhanh lên.
bạn đứng lên, bạn đứng lên và đền vãi cho tôi. Người ta là đồng nát, lấy đâu ra tiền để đền váy cho em. Cái váy này em về giặt qua là được, có gì to tát đâu. Anh lại còn banh mà ta nữa. Dẹp đi, không ba bổng gì nữa, đi về. Viên, không đi thì thôi, đỡ tốn tiền. Đang nghèo thì chớ, suốt ngày ba bổng. Để tiền để mà cày game còn sướng hơn. Ơ mà con mẹ đồng nát lúc nãy nhìn quen thế nhở? Của tao rồi, cái đồ ăn cắp, đồ mất dạy. À, con xin lỗi, con không cố ý, con chỉ định mà một xíu, xong việc á là con quay lại trả liền mà. Ai cho mày mượn? Hôm nay á ta tìm ra thủ phạm của một loạt vụ ăn cắp gần đây rồi, mày lấy đồ của tao để mày ngụy trang rồi mày đi trộm đồ của người khác cho nó dễ, phải không? À, cô ơi, con không có trộm cái gì đâu, con hiểu lầm tao rồi. Có chuyện gì vậy cô? Cái con này này, nó ăn trộm đồ của tôi, nó ngụy trang để đi ăn cắp khắp cái khu này này. Trên người nó là bộ đồ của tôi đấy. À, thì ra là cô lúc nãy lại gần bọn tôi định trông đồ đúng không? Ủa, thế à, thế có mất gì không cháu? May quá chứ mất gì cô ạ. May mà phát hiện sớm đấy. Đấy, cũng may đấy. Chứ dạo này á, ở đây nhiều người kêu mất trộm lắm. Hôm nay á, tao túng được mày rồi nhá. Mày bỏ mày ra, bỏ khẩu trang này ra để cho mọi người nhìn rõ cái bản mặt trộm cắp của mày. Đây, quay ra này. Cô, sao... Sao lại là cô? Cô đi ăn cắp? Tất cả là đàn đó, cái thằng xấu ra. Đừng nói cô. Đúng rồi đó. Không phải vì á, mẹ cứ năn nỉ của tôi hoài á, thì tôi đâu có rơi vào hoàn cảnh này đâu. Bác ơi, bác phải tin con. Con không có trộm cắp gì đâu. À, anh này có thể làm chứng cho con đó. Nè, anh nói gì đi chứ? Làm chứng cái gì? Đừng có mà tung hỏa mù. Tôi ấy không quen cô. Anh ghê cô nhở, trông cái mặt sáng sủa như thế này mà đi ăn trộm ăn cắp. Cái loại này ấy là phải đưa lên công an giải quyết bác ạ. Đúng rồi, tao đấy, tao chừa cái thói ăn trộm ăn cắp đi. Này, đi đi, tao lôi mày lên công an. Đi nè anh ơi. Đi bác đi ơi, đi bác ơi, bác đừng làm vậy mà. Tao đưa mày lên công bác an. Đi kêu tao cho ơi, kêu tao cho ơi, bác đừng có đánh con. Cho mày lên công an. Thôi cô ạ, cô tha cho cô ta đi. Thôi được rồi. Thật ra chuyện nó là thế này cô ạ. Sao? Cậu muốn làm chó săn cho mẹ tôi nữa không? Từ giờ về sau ấy, chừa nhá. Còn không ấy, không được nguyên vẹn mà trở về như ngày hôm nay đâu. Tôi làm sao? Tôi không có làm gì trái pháp luật hết trơn á. Sao cô có thể bất chấp tình làng nghĩa xóm mà làm ba cái trò bẩn bựa như vậy được nhỉ? Tôi nhận kèo với mẹ anh á là cũng vì muốn tốt cho anh thôi. Tôi cũng muốn anh tránh xa mấy cái xấu xa ra để học hành tử tế hơn mà thôi. Thôi, cô tắt cái băng đi đi. Cô càng nói tôi càng thấy buồn nôn. Nói túm lại, tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng, đừng bao giờ thông đồng với mẹ tôi, theo dõi tôi bất cứ lần nào nữa. Bằng không ấy, đừng có trách thằng này. Thằng này sẽ không để cô sống yên trong cái xóm trọ này đâu. Ôi trời, sợ quá, sợ muốn rớt tim rồi nè. Nè, tôi nói cho anh biết nha, trên đời này á, ngoài rắn ra thì con như này á, không có sợ bất kỳ một thứ gì hết trơn á. Nè, đừng có hù dọa tôi. Tránh ra coi.
rắn. Này. Gì? Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về bản thân rất nhiều. Thật ra là do tôi sai. Vì vậy tôi đã chuẩn bị một món quà cho cô, coi như là để làm hòa. Mong rằng chúng ta sẽ dĩ hòa vi quý. Ok? Được. Nếu anh đã bị ăn năn hối lỗi vậy á, thì tôi đây cũng sẽ mở lòng từ bi. Đâu? Qua đâu? Bất ngờ chưa? Dễ thương quá. Sao? Cô muốn làm chó săn cho mẹ tôi đúng không? Tôi không dám nữa. Cô muốn một con rắn giả mà cũng phải sợ mất hồn như vậy à? Tên ngô kia! Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới.